sang trọng một thời gian, thiết kế nhà kiểu Scandinavian cho sự yên tĩnh. Hãy hít một hơi thật sâu và chuẩn bị đắm mình vào vẻ đẹp của thiết kế nội thất Scandinavian. Từ tính thẩm mỹ tối giản đến sự ấm áp ấm cúng và sự sang trọng một thời gian, phong cách này đã làm say đắm thế giới bởi nét quyến rũ tinh tế và bầu không khí yên tĩnh. Vậy điều gì đã định nghĩa chính xác triết lý thiết kế được yêu thích này? Thiết kế nội thất Scandinavian được biết đến với sự đánh giá cao về sự đơn giản và chức năng. Nó đề cao sự tối giản, tạo ra những không gian không bị lộn xộn và phiền nhiễu. Các bảng màu sáng và trung tính thống trị nội thất Scandinavian tạo tiền đề cho bầu không khí thanh bình và êm dịu. Màu trắng, màu xám và tông màu trầm phối hợp với nhau để tạo cảm giác tinh khiết và yên bình. Những màu sắc này cho phép ánh sáng tự nhiên phản chiếu vào tường, làm cho căn phòng có vẻ sáng hơn và rộng rãi hơn. Đường nét gọn gàng là một đặc điểm nổi bật của thiết kế Scandinavian. Đồ nội thất và các yếu tố kiến trúc có hình dáng đẹp, đơn giản, tập trung vào tính thực tế và chức năng. Việc nhấn mạnh vào sự đơn giản này không chỉ nâng cao tính thẩm mỹ, mà còn góp phần tạo nên một không gian gọn gàng và hài hòa. Thiết kế Scandinavian phát triển dựa trên nguyên tắc ít hơn là nhiều hơn, nhấn mạnh vào chất lượng hơn số lượng và đảm bảo mọi món đồ đều có mục đích sử dụng. Vật liệu tự nhiên đóng một vai trò quan trọng trong thiết kế nội thất Scandinavian, mang lại sự ấm áp và cảm giác kết nối với thế giới tự nhiên. Đặc biệt, gỗ được đánh giá cao và sử dụng rộng rãi, sàn, đồ nội thất và điểm nhấn bằng gỗ có tông màu sáng tạo nên bầu không khí ấm cúng và hấp dẫn. Kết cấu và thớ gỗ tạo thêm chiều sâu và nét đặc trưng cho không gian, tạo cảm giác hữu cơ và vững chắc. Để nâng cao hơn nữa sự ấm áp và thoải mái của nội thất Scandinavian, khái niệm hấp được phát huy. Hấp, một từ tiếng Đan Mạch được dịch một cách lỏng lẻo là cảm giác thoải mái và ấm cúng, là một phần không thể thiếu trong văn hóa Scandinavian. Khái niệm này khuyến khích việc tạo ra những không gian hấp dẫn, nơi người ta có thể thư giãn và tìm thấy sự hài lòng. Hãy nghĩ đến những loại vải dệt mềm mại, sang trọng như chăn lông thú giả, thảm da cừu và gối dệt kim. Những yếu tố này mang lại cảm giác ấm cúng và thoải mái khi chạm vào đồ trang trí, đảm bảo rằng không gian có cảm giác mời gọi và ấm áp. Trong thiết kế Scandinavian, thiên nhiên không chỉ được đón nhận thông qua việc sử dụng vật liệu tự nhiên, mà còn bằng cách đưa không gian ngoài trời vào trong nhà. Cây trồng trong nhà đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự kết nối với thiên nhiên, đồng thời tăng thêm sự sống động và sức sống cho nội thất. Các loại cây mọng nước, dương xỉ và cây xanh tạo điểm nhấn cho không gian tối giản, mang đến cho chúng sự tươi mát và cảm giác tự nhiên. Việc kết hợp các yếu tố như hoa tươi, cành cây và các họa tiết thực vật càng làm nổi bật thêm mối liên hệ với thế giới tự nhiên. Một đặc điểm khác biệt của thiết kế Scandinavian là tập trung vào chức năng. Đồ nội thất được thiết kế thực tế và đa chức năng. Từ các giải pháp lưu trữ thông minh đến giá đỡ tối giản và các vật dụng đa năng, thiết kế Scandinavian tối đa hóa không gian và mang lại cuộc sống hiệu quả. Cách tiếp cận chu đáo này đảm bảo rằng mọi yếu tố đều phục vụ một mục đích, tận dụng tối đa diện tích có sẵn. Sự ấm áp và thoải mái của thiết kế Scandinavian không chỉ giới hạn ở tính thẩm mỹ. Ánh sáng đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra bầu không khí mong muốn. Nội thất Scandinavian thường có cửa sổ lớn giúp tối đa hóa ánh sáng tự nhiên, giúp không gian có cảm giác sáng sủa và thoáng mát. Ngoài ra, các thiết bị chiếu sáng được lựa chọn có chủ ý để bổ sung cho tính thẩm mỹ tổng thể. Đèn treo có thiết kế đơn giản và gọn gàng, đèn sàn cung cấp ánh sáng dịu và khuếch tán, cùng ánh nến tạo nên bầu không khí mời gọi và thân mật. Triết lý thiết kế Scandinavian vượt ra ngoài các khía cạnh trực quan của một không gian. Nó bao gồm một lối sống ưu tiên hạnh phúc và thoải mái. Bằng cách loại bỏ sự dư thừa và tập trung vào chức năng, nội thất Scandinavian tạo ra cảm giác yên bình và hài hòa. Không gian sạch sẽ và không lộn xộn cho phép tâm trí thư giãn và hít thở, mang lại cảm giác yên tĩnh và cân bằng tổng thể. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một triết lý thiết kế đề cao sự đơn giản, chức năng và vẻ đẹp tự nhiên, thì không đâu khác ngoài thiết kế nội thất Scandinavian. Hãy để sự tối giản, sự ấm áp ấm cúng và sự sang trọng vượt thời gian của phong cách này truyền cảm hứng cho bạn biến ngôi nhà của chính mình thành nơi tôn nghiêm của sự yên bình. Đăng ký kênh của chúng tôi để có thêm cảm hứng thiết kế và mẹo tạo ra một không gian phản ánh phong cách độc đáo của bạn và nâng cao sức khỏe của bạn. Hãy cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình thiết kế này và khám phá sự sang trọng vượt thời gian của thiết kế nhà theo phong cách Scandinavian. Hãy nhấp vào liên kết ngay để xem video và lấy cảm hứng.
Bye.